Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phần thứ 3, Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên. Một Phật Mẫu thưa hỏi: lúc bây giờ Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa thánh giả, những chúng sanh trong cõi Diêm Phu Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, những đến những bậc thanh văn, La Hán, Bất Tri Phật cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải chỉ riêng tội báo nơi cõi Diêm Phu Đề sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại hỏi rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa Thánh Mẫu, trong mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu đáp rằng: xin thánh giả nói cho. Hai Bồ Tát lược thuật. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu rằng: thưa Thánh Mẫu, những tội báo này cõi Nam Diêm Phù Đề là như dưới đây. Như có chúng sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương sẽ chảy máu, chẳng kính kinh điển, khinh chê ngồi tạm bảo, cũng phải bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào xâm phạm của thượng trụ Ô Phạm Tăng Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn, kỳ thực tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thượng trụ, trái phạm giới luật, gặp gỡ hàm bạch y, tạo nhiều điều tội ác, những chúng sanh đó cũng phải bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào trộm cắp những tài vật lúa gạo của thượng trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó cũng phải bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu rằng: thưa Thánh Mẫu, những chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Thánh Mẫu lại hỏi rằng: thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế nữa có đến 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành ngục thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành, không có chỗ nào ở trống. Trong ngục thành có những nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này cho vi 1.8 muôn dặm, từ ngục thuần băng sắt cao đến 1 muôn dặm. Lửa cháy trên thành hực hở, suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người tội tự thấy thân của mình nằm đầy chật cả giường, nhiều người tội thời tự thấy thân của mình nằm đầy chật cả giường, đó là do những nghiệp cảnh của chúng sanh đã tạo ra nó cảm bờ như thế. Là những người tội trong đó chịu đủ sự khổ sở, có 100.000 loài ác độc cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn như gươm, cặp mắt trói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt, lại có quỷ già xoa khác cầm chỉ lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồn lên trên không, lấy chỉ hứng lấy để lại trên giường, hoặc có nhiều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. Người nóng đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài, đóng xuống giường, kéo lưỡi người tội ra, rồi cày người trên đó, rồi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ, quấn lấy thân người tội, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, đó là những tội nghiệp của chúng sanh đã tạo ra, nó cảm vời như thế. Nếu thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Nếu thế giới khác đó hư hoại, thời sanh vào cõi khác nữa. Nếu cõi khác đó hư hoại, thời lại tiếp tục xoay vần sanh vào cõi khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Thưa Thánh Mẫu, những tội báo nơi địa ngục vô gián là như thế đó. Là địa ngục đó do có 5 điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là 5 điều? 1. Là tội nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi người thân cũng đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián. Những khí cụ để hành hình tội nhân như chỉ ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, hổ dạ, hổ xây, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, dây sắt,
tưới sắc, lừa sắc, ngửa sắc, da sống niền đầu, nước sắc nóng rưới thân, đói thời âm hoàng sắc nóng, khát thời uống nước sắc sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, nối nhau luôn, không một giây ngừng nữa, nên gọi là vô gián. 4. Bất luận là trai hay gái, mường, máng, mọi rợ, già, trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, hoặc là trời, hoặc là thần, hoặc là quỷ, hệ gây tội lỗi, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián. 5. Những người tội nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn năm, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngưng, sự đau khổ chừng trong một niệm cũng không được. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì lễ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu rằng, thưa Thánh Mẫu, nói sơ lược về những tội báo nơi địa ngục vô gián là như thế đó. Nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành hình tội nhân cùng những sự thống khổ nơi địa ngục đó, dầu đến suốt bốn kiếp cũng không bao giờ nói cho hết được. Bà Ma Gia phu nhân nghe xong, hồn xiết lo sầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha,